chặn tiền hỏa táng, Tiến Trắng tố bị Đường Dương đối xử tệ bạc. Quảng Trị không biết chính xác số tiền mà Thủy Tiên trao từ thiện. Gặp nữ bác sĩ điều trị F0 từ xa. Xin chào các độc giả của báo điện tử VTC News. Quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp được phát sóng vào lúc 20 giờ trên báo điện tử VTC News và các nền tảng số của chúng tôi. Sau đây là tin nóng chúng tôi vừa cập nhật. Ngày 17 tháng 11, có 9.849 ca mắc COVID-19, nhiều tỉnh thành tăng số ca mắc. Bản tin dịch COVID-19 ngày 17 tháng 11 của Bộ Y tế cho biết có 9.849 ca mắc COVID-19 tại 56 tỉnh thành phố, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu và Đắk Lắk tăng số ca mắc. Trong ngày có 3.873 ca khỏi và 67 trường hợp tử vong. Thông tin các ca mắc COVID-19 mới tại Việt Nam, tính từ 16 giờ ngày 16 tháng 11 đến 16 giờ ngày 17 tháng 11, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.849 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 9.839 ca ghi nhận trong nước, tăng 198 ca so với ngày trước đó tại 56 tỉnh thành phố, có 4.956 ca trong cộng đồng. Các tỉnh thành phố ghi nhận các ca bệnh như sau: Thành phố Hồ Chí Minh 1.337, Đồng Nai 664, Bình Dương 601, An Giang 527, Tiền Giang 526, Bình Thuận 489, Đồng Tháp 489, Bà Rịa Vũng Tàu 428, Kiên Giang 396, Tây Ninh 376, Sóc Trăng 364, Bạc Liêu 323, Vĩnh Long 290, Cà Mau 233, Hà Nội 218, Bình Phước 217, Đắk Lắk 188, Bến Tre 180, Long An 153, Trà Vinh 152, Cần Thơ 145, Khánh Hòa 144, Hà Giang 134, Bắc Ninh 107, Thừa Thiên Huế 96, Hậu Giang 94, Bình Định 87, Hải Dương 81, Bắc Giang 79, Quảng Ninh 79, Nghệ An 77, Quảng Nam 70, Thái Bình 60, Nam Định 51, Đà Nẵng 37, Quảng Ngãi 36, Ninh Thuận 34, Đắk Nông 32, Quảng Bình 29, Thanh Hóa 29, Tuyên Quang 25, Ninh Bình 19, Hà Nam 18, Phú Thọ 17, Cao Bằng 16, Quảng Trị 15, Hà Tĩnh 14, Phú Yên 13, Hưng Yên 12, Vĩnh Phúc 11, Hải Phòng 7, Kon Tum 7, Hòa Bình 6, Thái Nguyên 3, Điện Biên 3, Lào Cai 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Tây Ninh 307, Tiền Giang 145, Cà Mau 107. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Thành phố Hồ Chí Minh 154, Bà Rịa Vũng Tàu 128, Đắk Lắk 100. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 8.831 ca trên một ngày. Mở đầu phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ ăn chặn tiền hỏa táng, Tiến Trắng liên tục xin tòa xử mình 20 năm tù và tố bị cha mẹ nuôi, vợ chồng Đường Dương đối xử tệ bạc. Và bị cáo cung cấp cho cơ quan cảnh sát điều tra, bị cáo đã tiếp tục được cái thủ nhé, đề nghị cho bị cáo cung cấp những dẫn chứng đó ra cơ quan cảnh sát điều tra của viện kiểm sát quốc gia điều tra phản đấu cái điều kiểm sát viên quan này. Cơ đồng cái sự là bị cáo chấp hành, muốn chấp hành là đúng theo luật pháp, một năm không có không chỉ có đủ một năm không đủ một chỉ có còn việc của luật sư và làm tiếp và làm trang và đó không nói chuyện giáo bắt tiền cho người ta đi tù mua chỗ ngồi cho người ta đi tù để cho tôi đi tù tôi có ba người nhưng con nuôi tôi bây giờ để biết tôi nuốt nuốt cái nuốt rồi một thằng con to khỏe đẹp trai bây giờ trong đời này tất cả đi đâu để cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh việc được sao còn chính tay đã tâm đủ hoặc chân nếu mà không có một chân bắt đi dùng phải cố ok à một chút để tôi đề nghị một chút để nghe không hiểu không biết có khổ của tôi một gia đình thôi cả một đời là đi làm chứ mà việc làm cái việc của người thường không làm đấy kiếm tiền của mình chiếc mồ hôi đó bằng trí không kiếm được đồng tiền để như là tất cả những cái đó việc kiểm soát của cơ quan điều tra tung thông tin trên cái báo chí gia đình người dân ăn mặc đây là cướp bỏ tiền của những phát tiết nó có cay đắng không nhá
Và tôi chứng minh cho hội đồng xét xử này. Bị cáo trình bày. Thưa hội đồng xét xử bị cho cáo nói thêm câu. Bị cáo chứng minh cho hội đồng xét xử biết, không phải một tư. Bị cáo chứng minh cho hội đồng xét xử biết, bị cáo không có bản. Tất cả là người ta tham gia hay không? Thì là bị cáo. Quyền của bị cáo tí nữa bị cáo sẽ thực hiện trong suốt cái quá trình và hội đồng xét xử tiến hành xét xử. Không phải bị cáo chọn là cái trường hợp luật sư thì yêu cầu quay đâu cũng như không quay có rất trở lại. Đấy, cháu muốn là trước mắt là thay rất nhiều và thứ hai là chiếc bị cáo vừa nãy đã trình bày là cháu có ăn muốn gì hiện nay có cái căn cứ nào đây để cho cái xem xét đánh giá không? Bị cáo thích trình độ, bị cáo có bằng chứng, bị cáo chỉ cung cấp nhưng mà bằng chứng vật chất thì có không? Tại biên bản giao nhận hồi 13 giờ 30 phút ngày 25 tháng 6 năm 2021 thì đã thể hiện là kiểu thân nhân đã Phạm Thanh Phong đã giao giao nhận cho bị can Nguyễn Xuân Đường và sau khi nhận giao nhận được nghe giải thích quyền của mình bị can Đường đã viết ý kiến vào trong biên bản thế và ở cuối biên bản thì bị can có đề nghị là tôi không yêu cầu sao chép cho tôi hồ sơ mà tôi vào giao nhận được không và cái biên bản giao nhận này đã có ở trong hồ sơ vụ án vì vậy thì cái ý kiến của bị cáo Đường trong hôm nay thì đều không nhận có chắc là không có căn cứ thứ hai là về đề nghị thay đổi thân viên theo quy định là điều 52 của luật tố tụng hình sự thì chúng tôi thấy rằng là không thuộc trường hợp mà thân viên phải từ chối tham gia tố tụng tại phiên tòa hôm nay vì vậy thì đại diện viện sát tỉnh Thái Bình đề nghị tiếp tục kết thúc và một kỳ đến kiến. Thân viên sau có ý kiến gì không? CDC Hà Nội nói gì? Trước thông tin lan truyền về việc Hà Nội thực hiện thí điểm cách ly F1 tại nhà, nhưng phải được hàng xóm đồng ý, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho biết, khi tổ chức cho F1 cách ly tại nhà riêng, các khu chung cư, căn hộ liền kề, cần thông báo để hàng xóm biết và cùng lực lượng chức năng giám sát, hỗ trợ người cách ly. Việc thông báo với hàng xóm rất quan trọng, họ có quyền được biết và cùng phối hợp với chính quyền để giám sát, ông Tuấn nói. Trả lời báo Người Lao Động, bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, khẳng định thành phố Hà Nội không có quy định F1 cách ly tại nhà phải được sự đồng ý của hàng xóm. Hôm qua, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh yêu cầu các địa phương phải triển khai diễn tập thí điểm cách ly F1 tại nhà, thí điểm điều trị F0 thể nhẹ và không có triệu chứng. Tại cơ sở y tế phường, xã, thị trấn, UBND thành phố sớm ban hành quy định về điều kiện cách ly y tế F1 tại nhà, giao chính quyền địa phương, tổ COVID cộng đồng phối hợp y tế cơ sở kiểm tra, xác nhận đảm bảo đủ điều kiện, tổ chức cách ly theo hướng dẫn giám sát phòng chống COVID-19 do Bộ Y tế ban hành. Ngày 30 tháng 7, người tiếp xúc với F0 trong 2 mét cùng không gian kín tại nơi lưu trú làm việc cùng phân xưởng, học tập, sinh hoạt, vui chơi giải trí, cùng khoang trên phương tiện vận chuyển được coi là F1. Trường hợp F1 quá nhiều, vượt quá khả năng cách ly tập trung, địa phương có thể cách ly người già, người hạn chế vận động, trẻ nhỏ, người bị bệnh hoặc sức khỏe yếu, cần phải có người chăm sóc tại nơi lưu trú 14 ngày. Điều kiện cách ly tại nơi lưu trú phải có phòng riêng, khu vệ sinh riêng tách biệt với khu sinh hoạt chung của gia đình, đầy đủ trang thiết bị phòng hộ, vệ sinh cá nhân theo hướng dẫn này. Một số quận tại thủ đô cho F1 đủ điều kiện cách ly tại nhà như quận Nam Từ Liêm, Hà Đông, Cầu Giấy, v.v. Cùng với đó, Hà Nội cũng lập 5 cơ sở thu dung điều trị F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ ở 5 quận, huyện với tổng cộng 1.150 giường. Công tác thu dung điều trị F0 tại đây theo phương châm 4 tại chỗ, lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ, điều hành theo hướng dẫn của Sở Y tế. 5 cơ sở này được Hà Nội xem như thí điểm mô hình thu dung điều trị F0 không triệu chứng hoặc nhẹ tại quận, huyện. UBND Hà Nội cũng cho phép 12 khách sạn được tiếp nhận cách ly F1 do người cách ly tự nguyện chi trả chi phí, áp dụng từ ngày 15 tháng 11. Các khách sạn bao gồm Mường Thanh Hà Nội, Sofitel Legend Metropole Hà Nội, Silbat Hà Nội, Hilton Garden Inn, Hilton Hà Nội Opera, Bình An 1, Bình An 2, Bình An 3, Grand Vista, Lakeside và Mường Thanh Grand Sala. Quảng Trị không biết chính xác số tiền mà Thủy Tiên trao từ thiện. Ngày 17 tháng 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan này đã làm việc với hai huyện là huyện Hải Lăng và Triệu Phong về việc từ thiện của đoàn ca sĩ Thủy Tiên vào cuối tháng 10 năm 2020. Qua kiểm tra, đoàn từ thiện ca sĩ Thủy Tiên đã hỗ trợ cho gần 18.500 hộ dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của lũ lụt. Việc đoàn từ thiện về địa phương trao quà cho người dân không thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị,
Ông Nguyễn Vĩnh Quyền, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hải Lăng cho biết, đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên đã về hỗ trợ cho 16 xã thị trấn bị ảnh hưởng lũ lụt của huyện Hải Lăng với tổng số 17.808 hộ dân. Sau đợt lũ cuối năm 2020, đoàn từ thiện ca sĩ Thủy Tiên đã về trao quà cho các hộ dân chia làm 3 đợt. Đợt 1, đoàn từ thiện ca sĩ Thủy Tiên yêu cầu lập danh sách những hộ ngập trên 1 mét sẽ hỗ trợ 3 triệu trên một hộ. Đợt 2, họ hỗ trợ những hộ dân bị ngập dưới 1 mét nhưng nhà cửa bị hư hỏng gặp khó khăn với số tiền 2 triệu đồng một hộ. Đến đợt 3, đoàn lại hỗ trợ cho tất cả hộ dân, không tính ngập nặng, nhẹ với số tiền 1 triệu đồng một hộ. Theo ông Quyền, tổng số tiền đoàn từ thiện đã trao ở huyện Hải Lăng là khoảng 26,5 tỷ đồng. Số tiền này dựa trên danh sách các xã nắm và phát phiếu đến hộ dân. Riêng số tiền mà Thủy Tiên phát thêm cho người dân thì các xã không thể xác định được, ông Quyền giải thích. Sau khi hoàn thành việc trao quà, các địa phương có gửi lời cảm ơn đoàn từ thiện chứ không ký xác nhận số tiền đã trao. Ông Quyền cho biết, việc trao quà từ thiện diễn ra nhanh, một ngày phát 3 xã nên người dân không có ký xác nhận nhận tiền. Ngoài ra, các xã cũng không kiểm đếm số tiền mà đoàn đã trao mà chỉ dựa vào số phiếu đã cấp cho người dân để thống kê. Tại huyện Triệu Phong, địa phương này có 6 xã với 691 hộ nằm trong danh sách nhận quà từ thiện của đoàn từ thiện Thủy Tiên. Sau khi nhận danh sách nhận quà từ các xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Triệu Phong tổng hợp rồi gửi cho đoàn từ thiện Thủy Tiên những hộ dân có trong danh sách ký và nhận phiếu. Tại địa điểm phát quà, đoàn từ thiện Thủy Tiên sẽ thu lại phiếu và phát tiền cho người dân. Chúng tôi dựa trên số phiếu đã phát cho các hộ có trong danh sách để tính số tiền đã phát. Tuy nhiên, trong quá trình trao quà, đoàn có cho thêm tiền vượt quy định cho những hộ khó khăn nên không thể thống kê được. Ông Trần Việt Dũng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Triệu Phong nói. Ông Dũng cho biết thêm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc không kiểm đếm số tiền mà đoàn đã phát vì đoàn họ cầm tiền phát cho người dân. Tổng số tiền mà đoàn từ thiện đã trao ở huyện Triệu Phong là hơn 2 tỷ đồng với mức 3 triệu đồng một hộ. Sau khi hoàn thành việc trao quà, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã gửi lời cảm ơn đến đoàn, ông Dũng chia sẻ. Trước bối cảnh dịch bệnh đang có chiều hướng bùng phát ở một số tỉnh thành lẫn khu vực, theo đó việc triển khai tư vấn và hỗ trợ điều trị từ xa cho bệnh nhân F0 hoặc F1 cách ly tại nhà là một biện pháp hết sức hiệu quả, đang được bác sĩ Trần Thị Tuấn Anh, Bệnh viện Phổi Trung ương tham gia điều trị. Từ tháng 5, khi làn sóng dịch tấn công mạnh mẽ các tỉnh phía Nam, bác sĩ Trần Thị Tuấn Anh tham gia vào mạng lưới thầy thuốc đồng hành. Mỗi ngày, ngoài công việc chính tại khoa giải phẫu bệnh phẩm Bệnh viện Phổi Trung ương, chị dành thêm thời gian để nhận các cuộc gọi tư vấn và hỗ trợ từ xa các bệnh nhân F0 hoặc các F1 tự điều trị hay cách ly tại nhà. Tức là một ngày là mình là có ít nhất khoảng 3 đến 4 tiếng để gọi cho bệnh nhân. Thì mới tải được cái lượng nhiều nhất thời điểm đấy là có những ngày là trên 100 cuộc. Thì phải có thời gian đấy thì mới gọi được, thì mới gọi đủ được cho bệnh nhân. Nói chung là cũng phải cân đối thôi, vì trong mọi điều kiện thì mình cũng phải cân đối để cái phù hợp nhất, hài hòa giữa công việc chuyên môn, công việc của hội thầy thuốc trẻ cũng như là một số cái công việc khác. Cho đến thời điểm hiện tại thì số bệnh nhân mà mình đã chăm sóc ngừng theo dõi thì là trên 3.000 bệnh nhân. Tức là chăm sóc tại nhà mà diễn biến nặng thì nó chỉ khoảng 1,5% trong đấy thôi, 1,5-2% trong đấy, tức là khoảng 50 bệnh nhân là chăm sóc tại nhà mà diễn biến nặng. Thì ngoài những trường hợp mà đã hỗ trợ họ thành công ấy, thì đúng là có những trường hợp mà mình vẫn cảm thấy rất là day dứt ấy, vì là đúng là cũng không thể làm gì hơn cho bệnh nhân được. Riêng bệnh lý COVID thì với trên một số bệnh nền thì là diễn biến rất là nhanh, do đó nên là khi mà gọi có những bệnh nhân rất là trẻ, mình nhớ có một anh bệnh nhân đấy là anh mới 4 tuổi thôi, thì là anh ấy cũng là tiền sử bị hen phế quản, do đó nên là cái diễn biến trong đêm của anh ấy rất là nhanh. Thì đêm đấy là anh ấy gọi lại cho mình, thì là mình cũng gọi hỗ trợ của đội phản ứng nhanh, tuy nhiên là cũng đưa anh ấy được vào bệnh viện, xong là cũng thời gian tiếp theo là cũng thở oxy và thở máy, nhưng mà cuối cùng là anh ấy không vượt qua được bệnh tật, không vượt qua, xong anh ấy mất. Thì anh ấy xong, thực ra là với hệ thống ấy thì là khi mà bệnh nhân vào viện ấy, thì là sẽ ngừng chăm sóc, nhưng mà với anh ấy thì mình vẫn giữ liên lạc ấy. Mình vẫn đồng hành cùng anh ấy từ ngày anh ấy về viện. Thì là anh ấy là con anh ấy là mới có 15 tuổi rồi, vẫn là F0 ở nhà. Xong thì sau đây là anh ấy mất. Thì cái di nguyện cuối cùng anh ấy là con anh ấy được hỗ trợ học tập cho đến khi mà cháu trưởng thành, thế là di nguyện. Thì là bản thân mình thấy là
cũng có nhiều trường hợp là trẻ tuổi mà mất mà rất là thương tâm ấy. Nhưng mà mình cũng chỉ là những người mà gọi là độ trên mây thôi, thì là cũng không thể nào mà trực tiếp với bệnh nhân được. Thực ra thì với vợ chồng mình ấy thì khi mà cả hai người cùng làm một nghề thì mình thấy cũng có nhiều cái thuận lợi hơn là hơi khó khăn. Bởi vì là có thể trao đổi được về chuyên môn với nhau. Với những, cũng có những trường hợp mà bệnh nhân diễn biến nặng hoặc là những bệnh nhân nặng cần những dùng những hỗ trợ những cái thuốc đặc biệt ấy, thì mình cũng có thể trao đổi với chồng mình về cách dùng, điều dùng cũng như hướng dẫn với bệnh nhân một cách cụ thể hơn ấy. Thế thì là cũng giúp ích cho một cũng khá nhiều người bệnh. Tất cả những người bác sĩ điều trị, hỗ trợ điều trị hay là tư vấn cho người bệnh thì đều mong bệnh nhân của mình khỏe mạnh, tái hòa nhập được cộng đồng và trở lại với công việc bình thường. Đến nay, bác sĩ Trần Tuấn Anh đã tư vấn cho hơn 3.300 người bệnh COVID-19 điều trị tại nhà. Có những cuộc gọi cần não đến nghẹt thở. Hầu hết các trường hợp đều đã khỏi. Nhiều trường hợp có tiến triển bệnh tốt lên từng ngày. Khi nào mà biết là có triệu chứng ấy là cũng hơi hoang mang thật. Nhưng mà sau đó có kênh đồng hành của các bác sĩ từ bệnh viện phổ trung ương ấy thì nhưng mà được sự hỗ trợ và sẽ hướng dẫn làm các bước như thế này như thế này với từng giai đoạn thì mình cũng đã an tâm hơn. Ba hôm là có bác ấy gọi lại, còn không thì mình nếu mà có triệu chứng gì thì mình là gọi trực tiếp bác ấy luôn. Cuộc chiến với đại dịch COVID-19 lần này, cả hai vợ chồng chị đều trực tiếp xông pha ở mặt trận phía Nam với tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, tất cả vì sức khỏe con người. Dịch bệnh còn kéo dài, thế nhưng với sự đồng hành của những lương y áo trắng như chị Tuấn Anh, người bệnh sẽ có thêm niềm tin để chiến thắng bệnh tật. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong ngày được chúng tôi cập nhật. Nếu quý vị yêu thích, xin hãy để lại một like và một subscribe trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tại các bản tin tiếp theo.